2 năm trước tôi từng có kỷ niệm những bài nhạc dở được replay nhiều lần. Tôi muốn được làm cái thứ mình ước trên cái con flow ở cuối câu là vòng. Những bài rap thể hiện được cái tôi, nó đúng cái gu như liều thuốc an thần, do ngắm sâu vào trong từng tế bào, liều thuốc này mạnh và nó đang tan dần. Tại hiện vào nhạc nó gần gũi công chúng nên được ủng hộ, tôi không chậm bước. Tôi kể tâm huyết đến cả cạn chót xám, chứ đâu đơn giản là làm ơn làm phước. Có chỉ trích, có chửi, có khen, nhưng như vậy thì lại mới quen. Không ép ai phải cùng quan điểm, cũng không xoay chuyển sang lại tối đen. Bước ngoặt tâm điểm là mày rap mai kỳ của thằng bản thân, nó bảo mày cứ thử. Có ai ngờ được, nhờ các fan chú ý, cũng đâu thể tin là lần này thứ dở. Và bài nhạc này đã hồi niệm năm ấy, đã có thằng bèo nó trong cộng đồng. Dù rằng biết là sẽ rất gian nan, nhưng không bỏ cuộc vì tiếng thơm lan rộng. Ở trong thành phố có một số băng đảng muốn chính địa bàn sân hùng sân bán. Có anh em từ trung bình đến cả, có mấy thằng nó không khùng nhưng phán. Có manh chính ông vua lì đòn, nếu được bản lĩnh cứ vào đây nhá. Cả con chó cũng chịu thằng này, vì đánh tới ngóc miệng cũng không hoa. Tôi mang vòng nên anh không nhờ hơn, tất cả nỗ lực bằng ý chí. Cô băng rồng điện thịt va vào em, đâu quan tâm chỉ nhiều suy nghĩ. Anh mai còn ghen tâm can còn gian, nhưng kỳ xa kỳ cũng đâu khá. Trông như thằng điên không chơi hề kiên, nên muốn đặt ta vào vai ác. The Dragon vẫn chót vẫn ngầu, đưa anh em lên top dẫn đầu. Đã phục kích từ công đến hậu, đối thủ liền chân trước chân sau. Thiên chúng mạnh nhờ Izana, lên đến đâu và cả cu cho. Một con mãi muốn ăn được vua, mày bị ảo tưởng hả mấy con. Hô thật to âm thanh thật vang, cái chót thủ lĩnh trong vô cửa. Cái tôi phải nó phong cách phải gán, muốn anh đầu hàng thì nó nở. Lấy những trận thua để làm bài học, mấy thằng phản diện muốn bắt trước. Hơn thua là chết hết gãy, vì nọc mày build vẫn mạnh vẫn chắc bước. Nhớ năm ấy là có những băng đảng, muốn mình mạnh nên xấu đã ăn sau. Lời nói vẫn còn đang văng vẳng, khích thằng tướng cũng chỉ đi chăn cháu. Một đêm đã hóa thành hồ báu, chia bè chia phải nhanh tay mà chăn. Biết kính trên cũng phải biết nhường dưới, tiên trúc đang tới đừng chọc nhà vua. Ca sẽ không để những kỷ niệm này phải lãng đi, vì thời gian nhanh. Ta sẽ ghim nó vào trang đầu, đôi khi nhắc lại vì đáng thương.